chào cho. Cho ừ, đứa nào có cái cặp tóc nhỉ? Đấy, ừ đúng rồi, hello cả nhà. Mấy khi chị Vân lên live stream nhỉ? Cả nhà bảo lại gặp chị Vân rồi. Hôm nay đặc biệt. Hello cả nhà, ai vào rồi nhỉ? Ủa rồi nóng thế, sao mặt thấy mặt mình chưa? Trời ơi, mặc em váy này cho nó. Cảm ơn chị ạ. Cầm thêm em váy này nữa. Rồi, cả nhà nội. Chưa? 1, 2, 3 ai vào rồi nào, ai vào rồi comment chào nhau chút nào. Không chị, em có quay để đâu, chị cứ thử thôi. Nào cả nhà, ai vào rồi nào, comment chào Vân chút nào. Hôm nay xem có gì khác nhỉ. Ôi mình, dạo này mình mũm mĩm quá. Rồi 13 chị, ai vào rồi comment chào em Vân chút nào nhỉ. Chị nào đang theo dõi em Vân live stream tối nay nào. Ui chào chị Hằng, chị Hằng ở trên nhà đã xem em Vân live stream rồi kìa, kinh quá. Nào cả nhà nào nhanh tay nha. Bước đầu tiên nào vào xem em Vân live stream nào, comment chào em Vân chút nào. 23 chị rồi nào. Ô chưa thì ai chào em Vân nhỉ? Chị nào đang xem em Vân live stream nào, comment chào em Vân một chút xíu nào. Kiểu này có màu áo sáng không? Không nha chị Lưu Hải Duyên. Rồi em chào chị Lưu Hải Duyên. Em chào các chị đang theo dõi buổi live stream tối nay. Hôm nay là đặc biệt nha. Nào cả nhà vào nào, nhanh tay, một cơ hội cực kỳ gọi là đặc biệt, gọi là cơn bão cho mùa hè năm nay nha, các chị nhớ là cơn bão cho mùa hè năm nay. Cơn bão cho mùa hè năm nay nha, có bao nhiêu cân cũng có nha, sai từ này, em thông báo này, tối nay em like đại đa số này, hai, để cho các chị vào đông đông chút nhỉ, mình ơi mình đổi mạng chưa, mạng dưới này chưa. Rồi ai vào thì chào em một chút xíu nào, nhanh tay nào, ấn hộ em nút chia sẻ này, cơn sốc này, em bảo này, bão xe cho mùa hè năm nay nha. Nhanh tay nào. Ở dưới này rồi đấy. Ô tối thế nhỉ. Rồi. Rồi, ô 36 chị rồi, ấn hộ em nào, nhanh tay nào. Em chào chị Vũ Thảo nha, cả nhà ấn hộ em nào. Ấn hộ em để mua ngay em váy này này, tối nay nha. Điều bí mật đầu tiên, em sẽ bán váy đồng giá 255.000 nha. Chỉ 255.000 và đặc biệt là toàn những mẫu mới thôi nhỉ. Này, một mẫu mới này, mẫu mới, mẫu hot nha. Em bán chỉ với giá là 255.000. Cho chị nào chia sẻ buổi nhiệt tình buổi livestream trưa nay của tối nay của em nhá. Nào ấn hộ em nút chia sẻ nào. Nhanh tay nào. 255.000 nha. Cái con số thật cực kỳ bí ẩn này, nhanh tay này. Ui dồi ôi, nhiều mẫu lắm. Rồi. Sơ lược ra cho các chị này, 255.000 này, quá là tuyệt vời này. Nhanh tay nào, nhanh tay, ấn hộ em nút chia sẻ nào. Chào chị Thu Mai này, chào tất cả các chị này. Chào, nhanh tay nào. Thích em tặng quà gì nào, ấn nhiệt tình hộ em này. Để em Vân bán váy chỉ với giá là 255.000 tối nay này. Và đặc biệt là mã váy là toàn mã váy mới nhá. Đây là gọi là đợt xe khủng nhất của Gumax này. Đợt xe khủng nhất của Gumax dành cho mùa hè năm nay nha. Đây. Nóng được quá nên là mua ngay như em váy này này. Mát mẻ này, mặc mùa hè này. Rồi, mình chào vào, chào các chị một chút nào. Các chị chia sẻ mạnh tay lên giúp em đi ạ. Các chị chia sẻ mạnh tay lên giúp em nào. Chờ tối nay nha các chị nha. Sale khủng à, chị nào đã theo dõi được Gumax là biết ngay là hôm nay là chương trình sale khủng à. Bắt đầu chương trình sale khủng à. 255.000 một sản phẩm váy các chị nhá. 255.000 một con giá, một cái giá quá sốc đi. Mà toàn mẫu đầm đẹp, mẫu đầm mới nhất thì thôi cho lên sale luôn nha. Vậy đây là mạnh tay chia sẻ giúp em đi ạ. Mạnh tay chia sẻ cho em nào. Để em giới thiệu cho các chị mẫu đầm toàn những mẫu đầm mới nhất nào. Xem mẫu xanh bi đi ạ. Đây mẫu xanh bi đây, mẫu xanh bi chấm bi đây đúng không ạ? Mạnh tay chia sẻ cho em nào. 7 chưa được 100 chị, hôm nay không được. Không được phải 2-300 chị lên cho em đi ạ. Hôm nay là phải 2-300 chị là mới bắt đầu like nha. Tại vì hôm nay là tối nay là toàn hàng hot thôi ạ. Nếu không mà không đủ các chị nha là em không like đâu. Chia sẻ mạnh tay lên cho em đi ạ. Cho em xài váy hoa đỏ. Từ các chị nhá, từ hộ em đi ạ. Mình chào nhau một xíu nhá, mình chia sẻ hộ nhau một xíu đi ạ. Các chị ấn hộ em nút chia sẻ ở góc màn hình nha. Chia sẻ hộ em live stream ở góc màn hình ạ. Các chị ơi yên tâm này, hôm nay các mẫu đầm em đã like trên buổi live stream này hoàn toàn đều đủ size cho các chị nha. Đều hoàn toàn đủ size cho các chị ạ. Vậy nên là nhanh tay chia sẻ mạnh tay lên cho em ạ. Chỉ việc để lại ngay số điện thoại nha. Tối nay live stream này các chị lưu ý hộ em nha. Trước khi để lại số điện thoại thì để lại hộ luôn hộ em là size số luôn nha. Đấy, cho mình nhanh nha, cho mình nhanh luôn nha. Tại mình chốt đơn nhanh ạ, tại vì hàng sale cực kỳ ít hàng.
cực kỳ ít hàng và số lượng thì đi hàng lại cực kỳ nhanh, các chị đặt hàng ầm ầm luôn, em nổi bốc từ chiều đến sáng đến giờ luôn này. Vậy nên là mạnh tay chia sẻ cho em đi ạ. Mạnh tay chia sẻ cho em nào. 100 chị chưa ạ? Rồi 93 chị rồi, mạnh tay chia sẻ cho em nào. Tặng hôm nay tặng mạnh tay tặng đầm đi nhỉ. Mạnh. Chị các chị thích mã đầm nào, đầm nào nào? Hôm nay là sale. Đầm vàng nhá. Đầm vàng em đang mặc được không ạ? Cái mẫu đầm vàng này có chị nào thích không nhỉ? Màu mùa hè này mặc đầm vàng em đang mặc này quá là rực rỡ luôn này. Mạnh tay chia sẻ cho em đi ạ. Nào, mạnh tay chia sẻ cho em đi, chờ em một xíu nha. Mẫu đầm vàng em Minh đang mặc này. Mẫu đầm này ạ, à, mẫu đầm này hôm nay em đang mặc, chị đoán bao nhiêu tiền nào? Đoán hộ em đi ạ, à, đoán hộ em nào. Vừa chia sẻ nha, chia sẻ livestream và đoán giúp em là mẫu đầm này bao nhiêu tiền ạ. Chia sẻ livestream và đoán giúp em là mẫu đầm này bao nhiêu tiền đi ạ. Mạnh tay chia sẻ cho em nào. Mạnh tay chia sẻ cho em là chị nào mà comment ở mốc 300 chị cho buổi tối ngày hôm nay nha, em tặng ngay cái đầm màu vàng này. Em tặng ngay chiếc đầm màu vàng này cho chị nào mà chia sẻ livestream ạ. Chia sẻ livestream mạnh tay lên cho em ở các nhóm các hội nha. Nhớ là chia sẻ lên trang cá nhân này, các nhóm các hội giúp em ạ. Chia sẻ mạnh tay lên giúp em nha. Rồi, em sẽ tặng ngay chiếc đầm màu vàng này cho chị nào chia sẻ nhiều nhất trên các nhóm các hội nào. Comment hộ em là cái đầm này bán giá bao nhiêu đi ạ. Comment hộ em là cái đầm này bán giá bao nhiêu nào. Một chiếc đầm màu vàng rực rỡ như này mặc mùa hè gọi là quá là rực rỡ đi. Với mức giá gọi là quá là tuyệt vời của Walmart dành tặng cho các chị mùa hè này. Yên tâm nha, chương trình sale này chỉ trong vòng 2 ngày các chị nhá. Chỉ trong vòng 2 ngày ạ. Ba ngày. Chính xác là 3 ngày thôi các chị nhá. Chính xác là 3 ngày thôi ạ. Vậy nên là mạnh tay chia sẻ cho em đi ạ. Và đặt hàng các chị yên lụy hộ em này. Đặt hàng nha, chỉ có một lần thôi nha. Không có lần thứ hai đặt hàng đâu nha. Vậy nên là mạnh tay chia sẻ cho em đi ạ. Mạnh tay chia sẻ cho em nào. Đơn hàng em gửi đi trong vòng có mấy ngày thôi nào. Xe chỉ có mấy ngày thôi nha. Rồi, nhiều chị đoán đúng quá, chia sẻ mạnh tay lên cho em. Cán mốc 300 chị, cán mốc 300 chị. Em tặng ngay chiếc đầm này nha, cán mốc 300 chị. Xem livestream em tặng ngay chiếc đầm này cho chị nào mà chia sẻ mạnh tay nhất nào. Nhanh tay lên ạ. Chiếc đầm vàng này xinh đẹp này, dáng A cực kỳ dễ thương luôn này. Mặc quá là đẹp luôn nào. Đã chia sẻ ạ. Đã chia sẻ bao nhiêu nhóm rồi các chị ơi? Bao nhiêu nhóm, bao nhiêu hội rồi ạ? Mạnh tay lên hộ em đi ạ. Đang giảm giá phải không ạ? Chiếc đầm này nha, đúng là nó đang giảm giá đấy. Hiện tại là toàn cửa hàng của Walmart đều đang giảm giá các chị nhá. Đều đang giảm giá tất cả các mặt hàng luôn ạ. Vậy nên là các chị nhớ săn cho mình trong dịp này nhá. Đợt sale khủng nhất mùa hè đấy ạ. Mạnh tay chia sẻ cho em đi ạ. Em còn đủ size đủ số nha các chị nhá. Em còn đủ size đủ số nên các chị cứ yên tâm ạ. Mạnh tay chia sẻ, có size XL em có đủ size nha. Lưu ý các chị này, mẫu vàng em đang cầm trên tay này em có đủ size đủ số cho các chị đặt thoải mái luôn ạ. Vậy nên là chia sẻ mạnh tay lên cho em đi ạ. Chỉ cần cán mốc 200 chị này em đọc ngay mã sản phẩm này. Em đọc ngay mã sản phẩm để các chị đặt hàng nha. Mạnh tay chia sẻ cho em lên đi ạ. Săn nách không ạ? Nó không phải săn nách đâu chị nha. Nó có chút tay này. Nó có chút tay hến này. Các chị mặc đi làm thoải mái này. Nó không bị quá hở nhá. Vừa có một chút tay hến. Chỉ cần một chút xíu tay này thôi là mọi người đi làm đã lịch sự hơn rất là nhiều rồi ạ. Nên các chị cứ yên tâm đặt cái mẫu đầm này đi về đi làm cho em. Quá là lịch sự luôn. Em đọc mã sản phẩm của mẫu này nhá. 150 chị rồi, em bắt đầu đọc mã sản phẩm này. Đặt tay lên bàn phím cho em đi ạ. Đặt tay lên bàn phím giúp em này. Comment ngay số điện thoại kèm mã sản phẩm cho em. Nếu không đủ cú pháp này, đơn hàng sẽ không được ghi nhận nha. Nhớ để lại mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em ạ. MS6818 các chị nha. MS6818 kèm số điện thoại giúp em đi ạ. 6818 kèm số điện thoại cho em nha. Đây. Mạnh tay chia sẻ cho em đi các chị ơi. Mạnh tay chia sẻ cho em nào. Để được mua hàng với giá là 255.000. 255.000 một chiếc đầm này thôi các chị nhá. Em nhấn mạnh lại một lần nữa này. Chỉ có 255.000 một em đầm màu vàng này thôi ạ. Mạnh tay chia sẻ cho em đi ạ. Em chỉ bán mua đầm này cho chị nào chia sẻ thôi nha. Chị nào không chia sẻ nha, không chia sẻ không bán đâu nha. Chia sẻ mạnh tay lên cho em đi ạ. Chia sẻ và để lại số điện thoại kèm mã sản phẩm giúp em ạ. MS6818 kèm số điện thoại cho em nha. Đây mặc màu vàng này. Màu gì, màu sắc gì là tôn da nhất là chỉ có màu vàng thôi các chị nhá. Màu vàng là màu tôn da nhất luôn ạ. Mặc màu vàng này là cực kỳ xinh này. Các chị nhớ để lại số điện thoại cho em nha. Không có số điện thoại, chị Lê Miu Miu gì đây. Chị không có số điện thoại là không được chốt đơn hàng đâu các chị nha. Chị nào mà để lại số điện thoại rồi trách em là không chốt hàng là đừng là không được đâu nha. Chị Nga Phạm để lại số điện thoại cho em ạ. Chị Nga Phạm để lại số điện thoại cho em ạ. Nhớ là vừa để lại số điện thoại và mã sản phẩm, vừa chia sẻ livestream cho em đi ạ. Vừa để lại mã sản phẩm, vừa chia sẻ livestream giúp em nha. MS6818 kèm số điện thoại giúp em ạ. Nhớ phải để lại kèm số điện thoại cho em nha. Cái đầm màu vàng này cực kỳ giá trị luôn này, cực kỳ đẹp luôn này. Rất là xinh nha các chị nhá, rất là xinh luôn ạ. Không ghi sai biết sao mà mặc ạ. Em đủ size nha, em đã nói từ đầu đến giờ rồi là mẫu của em đủ size từ XS cho đến XL luôn ạ. Vậy nên là các chị không cần phải băn khoăn size số nha. Để lại
số điện thoại mã sản phẩm, ngày mai nhân viên gọi điện tư vấn sai số, tử tế đàng hoàng, sau đó mới gửi hàng cho các chị nha. Vậy nên yên tâm đi ạ, ai mua hàng Vumax rồi là biết là bên em chăm sóc khách hàng từ đầu đến chân luôn, nên yên tâm giúp em đi ạ. 255.000 luôn ạ, 255.000 các chị nha, như cái cáp em đã ghi đấy ạ. Tất cả các sản phẩm đều đồng giá 255.000 các chị nha. Đây, những cái sản phẩm tối nay em like đây, váy đầm các chị này 255.000 một em sản phẩm này thôi ạ. Giá nó bảo là chỉ trong vòng 3 ngày các chị nhá, chỉ trong vòng 3 ngày thôi ạ. Chỉ giảm giá trong vòng 3 ngày, với đây là mạnh tay, để lại số điện thoại, mã sản phẩm. Chia sẻ live stream giúp em đi ạ. Để lại, chia sẻ live stream và để lại số điện thoại và mã sản phẩm cho em nha. Chị nào không chia sẻ là không được mua hàng với giá 255.000 đâu ạ. Chia sẻ mạnh tay lên cho em đi ạ. MS6818 kèm số điện thoại của em ạ. Rồi, em chào chị Nguyễn Thanh nha. Các chị chia sẻ mạnh tay lên cho em đây nào. Chưa được 200 chị nhỉ, buồn quá. Chưa. Chia sẻ mạnh tay lên giúp em đi ạ. Nào, cắn mốc 300 chị tặng ngay chiếc đầm vàng này nào. Cắn mốc 300 chị tặng ngay một chiếc đầm màu vàng này nha. Đây, 6818 kèm số điện thoại của em ạ. Có đơn từ sáng rồi ạ, đúng không ạ? Rồi, mạnh tay chia sẻ cho em đi nào. MS6818 kèm số điện thoại cho em nha. Đây, rồi ạ. Các chị cứ yên tâm nha, để lại số điện thoại mã sản phẩm. Ngày mai bên em có điện tư vấn, các chị có thể bổ sung các mẫu khác hoặc là đổi sang mẫu khác đều ok nha. Chia sẻ mạnh tay lên cho em nha. Bên em sẽ không trả lời được là chị mặc size nào đâu ạ. Vậy nên các chị để lại số điện thoại để ngày mai bên em tư vấn nha. Bên em có size cho chị từ 40 cân cho đến 60 cân luôn ạ. Vậy nên các chị cứ yên tâm để lại mã sản phẩm và số điện thoại giúp em ạ. Em chỉ có một màu vàng duy nhất này thôi các chị nhá. Em chỉ có một màu vàng duy nhất này thôi ạ. Vậy nên là các chị yên tâm để lại mã sản phẩm và số điện thoại cho em ạ. Mẫu này là MS6818 màu vàng các chị nhá. Chỉ có duy nhất một màu vàng thôi ạ. Rồi, nhanh tay mẫu em nào để em chuyển mẫu nào. Nhanh tay hộ em nào. Em vẫn nói với các chị nghe nhá, đây là màu vàng và đặc biệt là em này là rất là tôn da này. Cái giá tối nay em vẫn bán cho các chị là 255.000, một cái giá cực sốc cho mùa hè năm nay. Đây gọi là một cơn bão duy nhất nhá, duy nhất cho mùa hè năm nay. Vumax đồng xe đồng giá 255 với những mẫu đầm của bộ sưu tập mới ra nhá, mới cứng luôn ạ. Mã đầu 6 này, tháng 6 đúng không các chị? Mà giá chỉ 255.000, 255.000 này. Chị nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em Vân nha. Cơ hội chỉ có duy nhất này, duy nhất trong 3 ngày, từ 22, 23 và 24. Chị nào không mua ngay là sẽ hết hàng nha. Các chị đã biết đầm Vumax ạ, bán đắt như tôm tươi luôn ạ. Ai nhanh tay thì được này. MS6818 nha. Nhanh tay để lại số điện thoại cho em Vân nào. Tiếp tục nào, còn ai chốt 6818 để em chuyển mẫu nào. MS6818 của em số điện thoại nha. Và đặc biệt này, chị nào chia sẻ buổi live stream thì em Vân mới chốt đơn nha. Nếu kiểm tra chị nào chưa chia sẻ buổi live stream tên tường của mình này, em Vân hủy đơn này. MS6818 kèm số điện thoại này, nhanh tay hộ em Vân nha. Nhớ là ấn hộ em Vân một lần chia sẻ tên tường của mình trên trang cá nhân nha, ở chế độ công khai nha. Nhanh tay nào. Lên mốc 300 chị, em Vân tặng luôn váy màu vàng này. Ồ, lại vừa có cuộc điện thoại đến rồi thật. Vừa đổi 255.000 nha, lưu ý là 255.000 ạ. Em xin lỗi cả nhà nha, máy của em vừa có cuộc điện thoại đến. Rồi, tiếp tục này. Mình chỉnh lại chị cái đèn nha. Cái mẫu này này, chị nào hôm trước đã săn nhỉ? Hôm trước đã săn mà chưa mua được bởi vì cái giá của nó là 255.000 này. Tối nay mua ngay nha, tối nay em Vân chỉ bán cái giá này 255.000 nha, thay bằng cái giá hôm trước em Vân bán là 480.000. Thì tối nay em Vân bán em đầm này là 255.000 này. Em Vân đặt được bọc mã sản phẩm nha. Váy đỏ nha, chị nào thích xem váy nào thì để lại mã sản phẩm kèm số điện thoại của em nha. Bắt đầu em Vân chốt đơn cho em này này, cái giá là 255.000 này. Ấn hộ em nút chia sẻ nào, nhanh tay nha. Hàng hãng này, chất lượng này, nhưng là hôm nay là rất là rẻ này. Em Vân đọc mã sản phẩm nào, chị nào thích nhanh tay để lại số điện thoại nào. MS5845 này, quá là đẹp luôn, xếp công sở này. Chị nào sợ lỗ bụng thì không bao giờ sợ nha. MS5845 kèm số điện thoại nào, 255.000, quá là tuyệt vời nào, nhanh tay hộ em nào. Rồi, có size L nha, em lưu ý là MS5845, em vẫn đang đủ size nha. Từ XS này, S, M, L và XL. Chị nào chốt nào, để lại số điện thoại cho em nào. MS5845 kèm số điện thoại. Chị Hạnh Minh ơi, để lại số điện thoại nha. Chị Phạm Mai Thư để lại số điện thoại nha, em lưu ý ạ. Các chị phải để lại mã sản phẩm kèm số điện thoại nha. MS5845 kèm số điện thoại nha, thì em mới chốt được đơn nha. Rồi, chị Hoàng Hương yên tâm nha. Chị Nguyễn Thanh em có size nha. Em lưu ý ạ, mã này là em đang đủ size, nhưng số lượng thì có hạn ạ. Chị nào để lại số điện thoại mã sản phẩm trước thì em sẽ chốt đơn trước nha.
Nào nhanh tay nào, tối nay em Vân like cực kỳ nhiều mẫu. Em Vân đang bảo là không biết có đủ năng lượng để like trong tối nay không, phải cực kỳ mẫu. Có 255.000 nào, nhanh tay hộ em nào. MF5845 255.000. Tiếp tục nào, chị nào chốt đơn nào để em Vân qua mẫu nào. Nhanh tay nào. Rồi đúng rồi, cảm ơn chị Lan Anh Vũ. Còn chị nào lấy MF5845 nào, đầm 2 tầng này, liền này, xét rất là đẹp luôn. Rồi. Nói chung là đi làm công sở mà không lấy em này là hơi bị tiếc này. Có váy suông nha, chờ một chút xíu nữa ra chị Ngọc Hà. MF5845 tiếp tục nào, chị nào lấy thì để lại số điện thoại cho em. 255.000 nha. Ok, cái dây bị đấy hay sao mẹ. Và tiếp tục chia sẻ hồi em Vân nào, tặng ngay váy màu vàng nào. Chị nào may mắn em Vân gọi tên tặng váy màu vàng nào. Rồi, em váy này này, xinh ơi là xinh. Và chỉ tặng cho chị nào chia sẻ nhiệt tình buổi livestream tối nay thôi nha. MF Em lưu ý các chị nha, tại vì là có rất nhiều mẫu em không trả lời hết được nha. Em lưu ý là những mẫu này em like em đang còn đủ size từ XS đến XL. Chị nào lấy chỉ việc để lại số điện thoại kèm mã sản phẩm thôi, em đang đủ size nha. MF5845 tối nay em Vân bán là 255.000 thôi nha. Đúng 255.000. Nên các chị ai thích thì nhanh tay để lại số điện thoại này, số lượng cực kỳ có hạn này. Rồi. Chị Thu Quý bảo là buồn quá mới mua 480, em Vân bảo rồi. Cách đây 2-3 hôm này em Vân bán 480, đây là cơn gọi là cơn lốc xe cực kỳ mạnh nhá, nhanh tay nào. Hôm qua em Vân cũng vừa bán 480 này, tối nay mới bán là 255 này. Nhanh tay nào, chị nào lấy lại số điện thoại nào. Mình ra váy suông là mình. Đâu nhà chị nào hỏi váy suông nhỉ? Này, cái này mà không xăm chị nào không xăm là tiếc luôn này, tiếc hủi bụi luôn này. Em này nha, em này là váy suông các chị nha. Chị nào hỏi váy suông nào, không sợ, không bao giờ sợ lô bụng này, không bao giờ sợ nóng này. Nhanh tay của em nào, chia sẻ livestream nào, chia sẻ mạch tay livestream cho em nào. Rồi em đọc mã sản phẩm của mẫu này cho các chị nào. Giá vẫn là cực sốc nha. Mạch tay chia sẻ cho em đi ạ. Em đầm suông này, em cho các chị ngắm một lúc này. Đấy nha, đầm suông nha, đầm suông chính gốc nha chị. Hôm nay có chị đặt hàng này cứ thắc mắc là không em mới có phải đầm suông không, nhưng mà chắc chắn là đầm suông nha. Đây còn túi hai bên này các chị này, có túi hai bên này, đầm suông nhưng mà màu hồng rất là điệu đà này, mặc không hề tạo cảm giác bị béo đâu các chị nhá, mặc rất là xinh luôn, mặc giấu bụng cực kỳ luôn này. Đây phía dưới này có đính hoa rất là dễ thương này, các chị thấy không, có đính hoa rất là dễ thương luôn nha. Mạnh tay chia sẻ cho livestream cho em đi ạ, mạnh tay chia sẻ livestream giúp em nào, để em chia sẻ trên 50 nhóm thôi cơ. Ôi cảm ơn chị Ngọc Thu nha, các chị mà cứ như chị Ngọc Thu thì có phải mừng không ạ. Chia sẻ mạnh tay lên cho em đi ạ. 58 nào, mạnh tay chia sẻ cho em nào để em đọc mã sản phẩm của mẫu này nào. Mẫu này hôm nay đã cũng giảm giá 255 nha các chị nha. 255 đấy ạ. Giá mạnh tay chia sẻ cho em nhá. Chị ơi bảo chị em phí em. Đây ạ, 255.000 thôi các chị nhá. 255.000 mà em đầm hồng suông này thôi. Đây ạ. Mạnh tay chia sẻ cho em đi nào. Em đọc mã sản phẩm này, MF5852 ạ. MF5852 các chị nha, để lại kèm số điện thoại giúp em ạ. MF5852 kèm số điện thoại cho em nha. Không có số điện thoại là không được chốt hàng đâu các chị nhá. Lưu ý giúp em đi ạ. Không có số điện thoại là bên em không chốt hàng đâu nha. Rồi, MF5852 kèm số điện thoại cho em ạ. Em đứng xa cho mọi người ngắm này. Một em đầm suông rất là xinh này. Đó, có túi nhá. Có túi rất là dễ thương này các chị nhảy, có túi hai bên luôn này. Các chị thích nhất, các chị nhà ngu là mua hàng là thích nhất là có váy nào có túi đấy ạ. Vậy nên là em này là phục vụ các chị luôn này. Túi rất là xinh nha. MF5852 kèm số điện thoại cho em nha. 255.000. Tối nay mà chị nào không săn được cho mình 2 chiếc là hơi phí nha. Tại vì ship đơn hàng đi là toàn 2 chiếc trở lên không ạ. Các chị mua hàng là mạnh tay lắm luôn ạ. Đang sale rẻ và các chị bình thường một chiếc đầm mua được 480.000 một chiếc đầm, nhưng bây giờ hôm nay ạ, hôm nay chỉ 255.000 một chiếc đầm thôi. Vậy nên là mạnh tay chia sẻ cho em đi ạ. Giá gốc của em ở đây ạ. Giá gốc hôm qua em vẫn bán nha. Hôm qua em vẫn bán em đầm này với giá là 450.000 này. Hôm qua em vẫn bán em đầm này với giá là 450.000 ạ. Nhưng tối hôm nay, bắt đầu từ tối hôm nay ạ, sẽ chia sẻ livestream mạnh tay lên cho em. Đây, 255.000 của em này thôi các chị nhá. Em nói từ nãy đến giờ rồi 255.000 đấy. 255.000 nha. Tối nay khỏi thắc mắc giá giúp em đi ạ. 255.000 các chị nhá. MF5852 kèm số điện thoại cho em ạ. Đây. Ôi mập có mặc được không ạ? Mập càng mặc mẫu này càng đẹp nha chị nhá. Mẫu này sinh ra cho chị nào mà muốn giấu đi bụng này, giấu đi bụng này đấy là lấy ngay em này về cho em đi ạ. Lấy ngay em này về cho em nha. Đó. Mặc không bao giờ lộ bụng này. Mặc không bao giờ lộ bụng nha. Mạnh tay chia sẻ cho em đi ạ. Mạnh tay chia sẻ cho em lên nào. MF5852 kèm số điện thoại giúp em đi ạ. Rồi. Bao nhiêu chị rồi nào? Bao nhiêu chị thích em này rồi nào? Mạnh tay chia sẻ cho em đi ạ.
MX5852 kèm số điện thoại giúp em nha. Giá gốc là 450.000 và tối hôm nay em bán chỉ có 255.000 thôi đấy ạ. Vậy nên mọi người không phải chần chờ, ấn ngay số điện thoại kèm mã sản phẩm cho em nha. Để ngày mai nhân viên sẽ gọi điện chốt đơn hàng cho mọi người nhá. Chính em sẽ gọi điện chốt size cho số cho các chị nha, nên các chị cứ yên tâm đặt hàng ạ. Ngày mai em Minh sẽ chốt size cho số cho mọi người nha. MX5852 kèm số điện thoại cho em ạ. Đầm xương ạ, 67kg, nhưng mà chị cao biết bao nhiêu ạ? Chị phải nói giúp em là để lại hộ em là số điện thoại đi, ngày mai em tư vấn size số cho dễ ạ. Tại vì dáng xương đôi khi nó sẽ xê dịch trong khoảng chiều cao của các chị, nó sẽ rất là khó đấy ạ. Chốt sau like đúng rồi ạ. Bên em sẽ gọi điện chốt sau like các chị nhá. Các chị để lại số điện thoại và mã sản phẩm để ngày mai nhân viên gọi điện lại chốt size cho số cho mọi người ạ. Còn trên livestream này làm sao em chốt được size địa chỉ cho mọi người được đúng không ạ? Vậy nên là các chị để lại mã sản phẩm. Chị Hải Yến để lại số điện thoại đi. Chị Hải Yến ạ, để lại số điện thoại giúp em đi ạ. Mạng kém à? Ồ, mạng mờ à chị, mạng có kém không ạ? Mọi người comment hộ em là mạng có kém không ạ? Chị vẫn thấy xem bình thường mà nhỉ. 1m6 mặc ngang gối chị nha, 1m6 mặc ngang gối nhá. Mờ quá. Ồ. Em sẽ không trả lời được ạ. Em sẽ không trả lời được size số của mọi người đâu ạ. Em sẽ không trả lời size số của mọi người trên livestream được ạ. Vậy nên mọi người để lại số điện thoại và mã sản phẩm cho em ạ. Để ngày mai em sẽ gọi điện tư vấn size số cho các chị nha. Các chị để lại mã sản phẩm kèm số điện thoại, ngày mai em sẽ tư vấn size số cho mọi người đầy đủ kỹ càng hơn ạ. Trên livestream em không thể trả lời được ạ. Đấy. Các chị để lại số điện thoại của em đi ạ. Chị Nông Mến ơi, để lại số điện thoại giúp em. Chị Hạnh ơi, mờ à chị? Chắc là do mạng nó hơi trục trặc một tí. Ôi trời ơi, mạng kém chán rồi. Điện thoại mình xem nào. Ôi chắc là lại chịu lỗi các chị rồi. Hôm nay là đặc biệt thế này mà là mạng lại lỗi à? À các chị yêu comment hộ em nào, xem mạng ổn định không nhỉ? Buồn quá nhỉ? Tại vì mọi người đang comment là sao không vào xem được buổi livestream nhỉ? Hay là do mạng nhỉ? Hay là do mạng nhỉ? Tiếp mẫu à? Mẫu tiếp đây ạ. À. Nào các chị nào hỏi mẫu nhỉ? Đây là hoa nhá. Và em lưu ý là ở ngoài thì màu nó sẽ sáng hơn hình nhá. Có vẻ như em đang live stream buổi tối thì màu này nó bị dìm. Màu này là màu xanh cơ ạ, không phải lên hình là màu đen đâu ạ. Xanh nha, đây là xanh than đúng không? Gọi là hơi xanh rêu nha, hơi xanh rêu một chút xíu nha. À, chị đứng xa cho em rõ váy. Em lưu ý là màu ở ngoài nó sáng hơn là màu xanh nha. Nhưng em lên hình có vẻ nó bị phản ạ. Màu này nó bị phản nha, nên là màu nó hơi tối hơn hình. Mẫu này thì đảm bảo đẹp và đảm bảo mát. Gọi là có túi nữa này. Mùa hè thì mặc khỏi chê nha. Và lưu ý là giá em này tối nay cũng chỉ là 255.000. Số lượng em còn đúng 10 chiếc, nên em vẫn tối nay em chốt đúng 10 chị cho mã sản phẩm này thôi nha. 255.000 nhưng chỉ ưu tiên đúng 10 chị, tại vì mã sản phẩm này cực kỳ hot. Em vẫn bán từ nguyên giá đã hết rồi này. Nhưng mà đây là cơn mốc xe này, xe còn 255 này. Nhanh tay, rõ rồi đúng không ạ? Rõ rồi đúng không? Ok các chị nha. Nào chị nào rõ nào, ấn lại hộ em một nút chia sẻ nào. Rõ rồi nào cả nhà, ấn lại hộ em một nút chia sẻ nào. Ai chia sẻ nhanh tay nhất nào, tặng luôn áo phông nào, cho chị một áo phông nào. À các chị đã hỏi đầm hồng đúng không? Đây đây, các chị đang hỏi về em đầm hồng này đúng không ạ? Em vẫn đọc lại mã nha, em vẫn đọc lại mã nha các chị này. MX5852 nha. MX5852 này là đầm hồng này. MX5852 là đầm hồng nha. Nhanh tay để em vẫn chuyển mẫu nào. Nhanh tay nào. Và đặc biệt nào, ai là người ấn lại hộ em nào? À 200 chị nào, gần 200 chị nhỉ. Ấn lại hộ em một lần nữa nút chia sẻ nào, bấm nhanh tay nào. Chị nào chia sẻ nhanh tay nhất nào, tặng luôn mấy em áo hồng này, rất là xinh này. Em vẫn tặng luôn áo hồng nào. Nhanh tay. Ôi chị thì bảo mờ, chị thì bảo sáng nhỉ. Minh mở điện thoại Minh xem có sáng không. Nhanh tay nào. Rồi mình sáng nhưng mà chắc mọi người. Chị Diễm My ơi, chị Diễm My để lại số điện thoại hộ em. MX5852 để lại số điện thoại hộ em nha. Cả nhà kêu em mạng yếu nhỉ. Chị Diễm My để lại số điện thoại hộ em. Em lưu ý ạ, tại vì tối nay có quá nhiều comment, em vẫn sẽ không trả lời hết được đâu. Các chị nhớ là mã sản phẩm kèm số điện thoại nha. Ngày mai em vẫn sẽ đích thân gọi điện cho các chị. Mã sản phẩm kèm số điện thoại, em vẫn nhắc một lại lần nữa ạ. Không thật hình, ô đúng rồi. Chị Biển nhớ ơi, chị Biển nhớ để lại số điện thoại hộ em. Các chị đang kêu với em là mạng kém quá nhỉ. Mạng kém quá. Tiếp tục nha, em vẫn đọc mã em đầm này nha. Nhanh tay để lại số điện thoại này. Đúng 10 chị thôi nha, 10 chị để em vẫn đọc đúng 10 chị này. Hết 10 chị là chốt này. M không chị? Mình thêm lại coi nào. MX6804 ạ. MX6804 này, đầm hoa này rất là nhẹ nhàng này. Ôi em này thì không phải bàn luôn. Đây em vẫn dơ rồi. Chất hoa này, ôi mặc nhũn mềm luôn. MX6804 nha. 6804 kèm số điện thoại nha. Nhanh tay nhanh tay. 255.000. Chị Diễm Hồng ơi, Diễm My ơi, 255.000. Em vẫn trả lời rồi, 255.000.
Tối nay em Vân đang đồng giá 255.000 nên các chị đừng hỏi em Vân giá bao nhiêu nữa nhá. Em Vân nhắc lại một lần nữa ạ, chỉ 255.000 cho tối nay thôi nhá. Ồ, chào chị Trúc Trần nhá. Các chị đang kêu là mạng kém quá. Rồi nào, chị nào vào sau comment chào em Vân chút xíu nào. Comment chào em Vân chút xíu nào. 255.000 nào. MS6804 nào. Em chốt cho chị Tuyết Đỗ. Tiếp theo nào, chị Vinh Anh Đỗ để lại số điện thoại hộ em. Còn 8 chị nữa, 8 chị nào nhanh tay để lại số điện thoại hộ em nào. MS6804. Chị Tú Lợi Lý, rồi em chốt cho 7 chị nữa. Đúng 7 chị nữa nào, 7 chị nào nhanh tay nào. Chốt cho chị Ngọc Hà nhanh tay. 255.000, mình ghim giá 255.000 nữa chị gái. Nào 6804 nào, tiếp tục chị nào nào. 6804 lại mờ rồi. Có vẻ là hôm nay mạng không ủng hộ em Vân nhỉ. Thế thì các chị yêu chia sẻ hộ em Vân nào, ủng hộ em Vân chia sẻ hộ em nào. Chị Nguyễn Tâm, đúng rồi, còn 5 chị nữa. Chị Trang Vũ, 5 chị nào, 5 chị nào nào. 6804, đúng 5 chị nữa nha. Nào 5 chị nào được em Vân gọi tên nào. Tiếp theo là đúng 5 chị nữa. Chỉ còn 5 chị nữa sẽ được sở hữu em 6804 với giá là 255.000. Em này nếu ai nhận hàng chia xấu là em Vân cho trả này. Chất không phải bàn luôn. Mềm mềm này, mặc cực kỳ thoải mái. Cực kỳ thoải mái luôn, quá là tuyệt vời luôn. MS6804 255.000, nhanh tay nào. Nhanh tay nào để em Vân chuyển mẫu nào. Đúng 5 chị nữa thôi nhá. 5 chị nào, chị nào được em Vân gọi tên nào. Rồi, chào chị Hoàng Anh Nguyễn. Rồi, vui quá nhỉ. Ai vào sau thì comment chào nhau chút xíu nè. Nhanh tay nào, comment chào em Vân chút xíu nào. Rồi, chị Nga Phạm, 4 chị nữa ạ. Chị 4 chị nữa, 6804. Nhanh tay nào. Nhanh tay nào. Nhanh tay để em Vân còn tặng cái áo hồng hồng này. Rồi, cảm ơn chị Quý Dương nào. Minh ra với một mẫu tiếp theo nào. Mọi chị nào đang thích màu hồng nào, tiếp theo sẽ có một mẫu màu hồng ra là 6804. Rồi, còn 2 chị nữa nào. 2 chị nữa nào. 6804, chỉ còn cho 2 chị thôi nha. Cơ hội cho hai chị cuối cùng nào, hai chị cuối cùng nào. 6804 kèm số điện thoại hộ em. Rồi, chị Lê Thị Hiền, một chị nữa, đúng một chị nữa nào. Em Vân hết chuyển mẫu nào. Một chị, cơ hội dành cho một chị nào. MS6804, một chị duy nhất này. Rồi, có sai nha, em đang bảo em đủ size XS, S, ML và XL. Tận đến XL cơ mà các chị, 62 cân vẫn vừa nha. Rồi, nhanh tay nào. Nhanh tay chia sẻ mạnh tay lên cho em là tối nay là toàn diện đầm hồng cho các chị luôn này. Lại tiếp tục một em đầm hồng cực xinh nha. Đây, một em đầm hồng cực xinh luôn này. Đó, thấy không ạ? Dáng hơi xòe xòe một xíu này, rất là dễ thương nha. Em đầm này là cực kỳ đẹp luôn này các chị này. Đó, mạnh tay chia sẻ cho em lên đây ạ. Mạnh tay chia sẻ cho em nào. Đoán em đầm này giá bao nhiêu là thôi khỏi đoán đi. Khổ tối đây toàn like đầm 275 thôi các chị nhá. Mạnh tay chia sẻ cho em lên đi ạ. Em đọc ngay mã sản phẩm em ở đầm hồng này ạ. Chuyển mẫu các chị nhá. Đây. Chuyển ngay một em đầm hồng được xinh này, đứng xa cho các chị ngắm này. Nhẹ nhàng bánh bèo không ạ? Em này vừa mặc đi chơi vừa mặc đi đi làm đều rất là xinh nhá các chị nhá. Vừa đi chơi vừa đi làm đều rất là xinh ạ. Rồi, mạnh tay chia sẻ cho em lên đi nào. Chị nào thích em này ạ? Em cũng ở Long Biên có free ship không ạ? Ở Long Biên ạ, khu vực nào ạ? Mọi người có thể comment hộ em đi, ngày mai bên em sẽ chốt đơn hàng rồi sẽ bàn về giá ship sau nha. Em đọc mã sản phẩm em đang mặc nha các chị nhá. Chị nào mà thích em đầm em đang mặc ạ, để lại ngay mã sản phẩm và số điện thoại cho em này. MS5829 kèm số điện thoại hộ em ạ. Dạ, chị Diễm My ơi, bên ngày mai nhân viên nó sẽ gọi điện lại tư vấn size số, là chị cứ yên tâm báo lại size báo lại hàng các chị, là chị lấy mã nào là được ạ. Các chị cứ yên tâm nha, bên em chưa chốt ngay trong buổi tối ngày hôm nay đâu ạ. MS5829 các chị nhá. MS5829 là mẫu đầm em đang mặc này. Chị nào mà thích em này thì để lại ngay mã sản phẩm và số điện thoại cho em ạ. MS5829 các chị nhá. MS5829 kèm số điện thoại cho em nha. Đây. Rất là xinh, rất là đẹp nhá. Nhanh tay chia sẻ mạnh tay lên cho em đi ạ. Đây, wifi yếu quá. Ồ, mạng có kém không các chị nhở? Comment hộ em đi ạ, có kém không ạ? MS5829 kèm số điện thoại cho em nha. MS5829 ạ. Giang Biên D cầu đúa ạ. Dạ, thế thì 20.000 tiền ship chị nha. Chị Hạnh Hoa để lại số điện thoại hộ em. Chị Hạnh Hoa để lại số điện thoại hộ em. Đây ạ. Các chị nhớ để lại số điện thoại hộ em nha. Nếu không có số điện thoại bên em không ship đơn hàng nha, không chốt được đơn hàng đâu ạ. Mọi người nhớ để lại đúng cú pháp hộ em ạ. Mã sản phẩm kèm số điện thoại ạ. MS5829 hộ em nha. MS5829 hộ em nha. Chị nào nhở? Chị Hạnh Hoa ơi, chị Hạnh Hoa để lại kèm số điện thoại hộ em ạ. Nhìn không rõ sản phẩm ạ. Đây em giơ lại cho mọi người nhìn này. Ồ, bị mờ quá. Trời ơi, mạng hôm nay kém nhở, chán quá. Đây. Mạng hôm nay kém quá, chán quá nhở. Mờ lắm, không nhìn rõ ạ. Ồ, biết làm sao bây giờ ta.
Em nhìn thấy trên Facebook ấy bình thường ạ. Bao nhiêu ạ? Mẫu này em đang bán với giá là 255.000 các chị nhá. 255.000 thôi ạ. Đấy, rất là rẻ, rất là đẹp luôn. Vậy nên là các chị nhanh tay để lại mã sản phẩm và số điện thoại cho em đi ạ. MS5829 kèm số điện thoại cho em nha. Có đầm xương chị ơi, đầm xương này. Đây, một em đầm xương màu hồng, vừa nãy em vừa like xong này. Một em đầm xương màu hồng nhá. Đây, em đầm xương màu hồng này. MS5852 nha. Chị nào mà thích em đầm xương. Ồ, chắc phải chờ một chút chút nha. Các chị chia sẻ hộ em đi ạ. Chia sẻ hộ em chờ mạng ổn định một chút để em sẽ bắt đầu like tiếp nha. Dưới này mà em vừa nhìn ở dưới này mà. Đấy, bà phải căng đét à? Đây ạ. MS5852 kèm số điện thoại của em nha. Đây đầm xương này. Không được, nó phát live stream ạ. Trời ơi. MS5829 kèm số điện thoại giúp em ạ. MS không, em không có màu đen nhá các chị nhá. Ở 58kg vừa nha các chị nhá. Các chị yên tâm là em có đủ size từ X, từ 40 cân cho đến 60 cân luôn ạ. Vậy nên là các chị cứ để lại mã sản phẩm và số điện thoại giúp em ạ. MS5829 kèm số điện thoại hộ em nha. Đây, em cho mọi người xem này. Gen này. Rõ chưa ạ? Rõ rồi đúng không ạ? Rồi. Đây gen đây các chị nha, gen này. Đính hoa này, hoa này là hoa rời nhá mọi người nhá. Hoa này là hoa rời này, có thể bỏ rời ra luôn này cũng được này. Đó. Rất là đẹp nha các chị nha. Rất là đẹp, rất là rẻ này. Chỉ 255.000 thôi các chị nhá. Nhấn mạnh lại một chút này, 255.000 thôi ạ. Rất là đẹp nha các chị nhá. Đó, em đầm hồng cực kỳ bánh bèo này. Các chị mặc đi chơi đi làm đều rất là tuyệt vời luôn này. Đó, mạng vẫn tốt được không ạ? Rồi. Các chị comment lại hộ em là xem mạng ổn định không ạ. Chị nào mà thích em này thì nhanh tay để lại 5829 kèm số điện thoại của em nha. 5829 kèm số điện thoại của em ạ. Chỉ 255.000 mà em đầm này thôi ạ. Đây, nhanh tay chia sẻ cho em đi ạ. Mạnh tay chia sẻ cho em nào. Đứng em đứng xa cho mọi người ngắm này. Đó, form dáng này. Ok không ạ? Rất là đẹp nha, rất ôm form, rất là xinh nha. Dáng A này phía dưới này, mặc rất là dễ chịu nha các chị nhá. MS5829 kèm số điện thoại cho em nha. Nhanh tay nào, nhanh tay để em chuyển một em mẫu khác nào. Nhanh tay để em chuyển mẫu khác nào. Đây. MS5829 kèm số điện thoại cho em nha. Cái gì ạ? Nó sắp được. Nó sẽ bị chuyển đấy. MS5829 kèm số điện thoại cho em nha các chị nha. Được chưa? Mạng ổn định chưa? Mọi người bảo mạng ổn định chưa? Chị Trần Thị Khánh Huyền ơi, chị để lại kèm số điện thoại cho em nha. Bên em có ship code toàn quốc nha các chị nhá. Các chị yên tâm ạ, bên em có ship code toàn quốc ạ. Các chị nhớ để lại đúng cú pháp MS5829 kèm số điện thoại cho em nha. Đó, đúng cú pháp của em đi ạ. Phải đúng cú pháp thì bên em mới chốt đơn hàng nha các chị nhá. Phải đúng cú pháp thì bên em mới chốt đơn hàng đấy ạ. nhanh tay ạ. Mọi người nhớ nhanh tay rủ bạn thân, người thân bạn bè đi mua nha. Tại vì là chương trình sale này chỉ trong vòng 3 ngày thôi ạ. Chỉ trong vòng có 3 ngày ạ. Vậy nên là mọi người nhanh tay để lại mã sản phẩm và số điện thoại mua hàng thật nhanh ạ. Tại vì hàng sẽ hết rất là nhanh ạ. Và chương trình sale lại rất là ngắn nha các chị nhá. Nên là không có thời gian cho mọi người chần chừ băn khoăn và suy nghĩ đâu ạ. Chị nào chốt đơn hàng trước ạ là may mắn nha. Tại vì số lượng hàng rất là ít đấy ạ. Em không có màu khác nha các chị nhá. Em không có màu khác đâu ạ. Em chỉ có duy nhất màu hồng này thôi ạ. Vậy nên các chị nhanh tay để lại mã sản phẩm MS5829 kèm số điện thoại cho em đi ạ. Rồi, có vẻ mạng ổn định rồi đúng không ạ? MS bao nhiêu nhỉ? 5829 nha. 5829 là em đầm hồng này này. Các chị đang hỏi về chất liệu đúng không? Chất liệu là chất cát này. Chất cát này, nhanh tay để lại số điện thoại của em nào. MS5829 kèm số điện thoại của em. 255.000 nha, 52 cân vừa chị Thanh Vũ ơi. Bên em nói lưu ý một chút xíu ạ, các chị cứ để lại số điện thoại kèm mã sản phẩm thôi nha. Về size, về số thì ngày mai em sẽ gọi điện và tư vấn lấy size lấy số phù hợp nha. MS5829 kèm số điện thoại nào. 255.000 mà em đầm hồng này. Rồi chị Nguyễn Phương Liên để lại số điện thoại hộ em, hoặc chị Phương Liên inbox vào Facebook cá nhân hộ em nha. Rồi chị nào muốn mua hàng trực tiếp thì inbox vào Facebook cá nhân của em, Facebook Vân Chu, hoặc inbox ngay vào Vumac 451 Nguyễn Văn Cừ Long Biên Hà Nội nha. Sẽ có bạn nhân viên check đơn ngay ạ. Tiếp tục này, một em đầm hồng này. Em này thì quá là điệu đà và hơi bánh bèo một chút xíu này, nhẹ nhàng này. Có túi này, thướt tha mềm mại này. Ô em này thì mùa hè thì gọi là không còn gì là bằng nha. Và cái giá thì cũng là 255.000 này. Đây. Các chị cầm nhìn vải đã cảm thấy được vẫn còn mờ Vân ơi. Mọi người bảo mờ à? Sao em cũng chả hiểu hôm nay sao mạng kém thế, em vẫn chả biết làm sao cả.
hôm nay là cực kỳ nhiều mẫu đẹp này. Em Vân bán với giá là 255.000 nhưng mạng nó cứ chập chờn, em vẫn chả biết làm sao. Nào các chị yêu comment lại hộ em xem mạng có ổn định không nào. Em cao 1m58 nha, em cao 1m58 nha. Đây em đầm này này. Ui ảnh kêu mờ quá nhở. Ôi giờ làm sao được nhở. Hay em thoát ra em like lại nhở. Các chị comment, các chị bảo mờ lắm không xem được. Cả nhà comment hộ em xem mạng có ổn định không. Mờ quá, ôi chịu rồi. Mình mở lại điện thoại mình xem có xem được không nào. Hôm nay muốn live stream quá nhưng mờ quá chả biết làm nào. Mạng kém quá, mờ lắm. Em thoát ra em like lại nha. Không xem được cái chứ, bây giờ các chị không xem được rồi. Có hiểu không? Mờ quá. Cả nhà bảo mờ quá, em vẫn thoát ra like lại nha. Mờ quá, mờ gì nữa. Like lại nha. Cả nhà lưu ý một chút xíu này. Bây giờ em vẫn sẽ kết thúc live stream này và em Vân mở lại bằng một like mới nha. Lúc rõ lúc mở không ổn định rồi, em Vân mở bằng một like mới nha, các vị vào xem nha. Được rồi à? Thấy gì đó rồi nào. Ok các chị comment lại hộ em một chút xíu nào, xem đã thấy chưa hay là để em Vân like bằng một like mới nào. Rồi ok nào, rõ rồi đúng không? Rồi rồi, thoát ra lại lại nào. Các chị đang xem rõ hay không nào? Chị đây bảo mời chị thì rõ nhỉ. Được rồi, được rồi đúng không? Nào các chị comment nào, rồi đúng không ạ? Rồi ok em vẫn like nha, em vẫn tiếp tục like nha. Ok rồi đúng không? Nếu ok thì em vẫn tiếp tục like này. Được đấy, rõ rồi đúng. Ok ok cả nhà. Ấn lại hộ em vẫn nút chia sẻ nào. Em vẫn tặng váy này, tặng luôn váy màu hồng này. Vì gọi là mạng hôm nay quá là kém này thì em vẫn tặng luôn váy này đi. Tặng luôn váy này nào cả nhà, chia sẻ lại hộ em Vân nào. Lên thôi, bây giờ là 200 chị thôi tại vì mạng kém quá. Em cần 200 chị nhá. Đúng 200 chị là em vẫn tặng váy màu hồng này. Nhanh tay nào. Ôi nét rồi, ai bảo nét rồi, rồi rồi ok ok. 255.000 nha. Chị nào chia sẻ nhiệt tình nào, em Vân gọi tên tặng luôn này. Phạt vì mạng quá kém này. Em Vân đọc mã sản phẩm này. Ok, cảm ơn chị Lan Anh Vũ này. Mã sản phẩm này, chị nào nhanh tay nào. Mã này thì em chỉ chốt 7 chị thôi, tại vì số lượng em còn có hạn quá. Nhanh tay hộ em nào. MS6828 nào. MS6828 255.000 kèm theo số điện thoại hộ em. MS6828 kèm theo số điện thoại hộ em nào. Em Vân đứng các chị ngắm này. Khỏi chê với chất liệu luôn, kiểu dáng luôn. MS6828 255.000. Váy chấm bi một chút xíu nữa nha. Nhanh tay hộ em nào. MS6828 kèm số điện thoại này. 255.000 này. Có túi nha, chất rất là mát này. Đây. Đấy, em Vân đứng các chị xem này. MS6828 kèm số điện thoại nào. Cho chị thấy con. Rồi, chị Đặng Thu Hoài em thấy rồi nha. Chia sẻ nhiệt tình hộ em. 255.000 MS6828 nào. Đây. Chị nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại hộ em. Rồi. Váy đuôi cá. Đúng rồi, nhanh tay nào. Chị Bùi Thoa. Rồi, em còn 6 chị nữa. Chị Phương Liên. Rồi, đúng rồi. MS6828 kèm số điện thoại hộ em. Tiếp tục nào, nhanh tay hộ em nào. Đây, em Vân cầm cho các chị xem này. Chất rất là mềm mại luôn. 255.000 thôi ạ. Chia sẻ nhiệt tình hộ em nào. MS6828 kèm số điện thoại. Mạng kém quá nhỉ. Nhìn hôm nay tối nay bực với mạng quá nhỉ. Mạnh tay chia sẻ cho em đi ạ. Mạnh tay chia sẻ cho em nào. MS6828 kèm số điện thoại của em nha. 6828 này. Chất liệu rất là mềm nha các chị nhá. Đây là chất liệu vải, các chị có thấy không ạ? Rất là mềm, rất là mát nha. Em này mà mặc mùa hè là cực kỳ thích luôn này. Em này mà mùa hè là cực kỳ thích luôn nha. Đây, chất liệu rất là mát, rất là mềm nha các chị nhá. Mà chỉ có 255.000 thôi. 255.000 thôi các chị nhá. Cực kỳ ưu đãi rồi đấy ạ. Giá cực kỳ ưu đãi cho các chị trong mùa hè này, diện đi chơi nha. Vậy đây là mạnh tay chia sẻ cho em ạ. Mạnh tay chia sẻ cho em. Sau đó để lại ngay mã sản phẩm MS6828 kèm số điện thoại của em nha. Xem rõ rồi đúng không ạ? Rõ chưa các chị nhỉ? Rõ rồi thì ấn hộ em nút chia sẻ đi các chị. Rõ rồi thì ấn hộ em nút chia sẻ đi ạ. MS6828 kèm số điện thoại giúp em nha. MS6828 kèm số điện thoại giúp em đi ạ. Rồi, ok em chốt cho chị Tuyền Lê này. Còn chị nào nữa không ạ? Rồi chị Nguyễn Phương Liên ạ. Còn chị nào nữa không ạ? Mạnh tay chia sẻ cho em là mẫu đầm này là cực kỳ ít hàng này. Em sắp hết hàng mẫu này rồi ạ. Vậy nên là chị nào săn cực nhanh giúp em đi ạ. MS6828 kèm số điện thoại cho em nha. Nhanh tay để em chuyển mẫu nào. Mạnh tay chia sẻ cho em đi ạ. Nào, nhìn thấy gì không? Có nhìn thấy gì không? Có thấy gì không ạ? Hôm nay phải hẹn các chị chắc trưa mai rồi. Hay để em thoát live stream ra nha.